chợ thuê của chúng ta có rất nhiều mặt hàng, và điểm dừng chân cuối cùng của cô chủ nhà là chính là hàng hoa quả. Quan sát và cho cô biết có những loại quả gì. Cô mời em. Số 13 có 2 chữ số, chữ số 1 thì chưa, chữ số 3 thì sao? Rồi sao? Số 13 có 2 chữ số, chữ số 1 thì chưa, chữ số 3 thì sao?
là phân tích được số 13. Vậy khi biết số 13, em phải biết như thế nào? Cô phải bật lên. Cô, em biết số 1 trước, bắt lửa ô với chữ số 3. Em nói lại cho cô, biết số 1 cái chữ số 1. Chữ số 1 trước, bắt lửa ô với chữ số 3. Đúng rồi, khi biết số 13, chúng mình chú ý biết chữ số 1 trước, cách lửa ô với chữ số 3. Quan sát cô biết. Em biết chữ số 1 trước. Cách nửa ô, em biết chữ số 3. Chúng mình đã nắm cách viết chưa? Rồi. Viết số 13 mà bạn con. Thank you.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,
quả thảo luận của các nhóm. Nhóm nào xin hôm trước. Rồi, các em đã thảo luận được những số nào? Xuôi.
Còn khi ta thực hiện đếm từ 16 về 11, tức là chúng ta đếm ngược. Vậy hãy đếm ngược từ 16 về 11. Có mình gì? 16, 15, 14, 13, 12, 11. Rất tốt. Nè em. Dạ cô. 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10, 11, 12, 13. Rất nhiều cánh tay xuống đây. Cô mời người giải thích.
1. Em đã nắm được chưa? Rồi ạ. Vậy bây giờ chúng mình hãy đếm thần và tìm cho cô các số còn thiếu để điền vào những ô trống còn lại. Rồi.
lớp cô đã thấy chúng mình làm đã xong. Bây giờ phải đứng lên, màn hình của chúng ta chưa bài nhé. Với ô trống tiếp theo, em phải điều chỉnh nhé. Không em. Vâng. Em đang ngồi từ 16 về 0. 16.